Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện bàn môn đạo sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 92 Của tác giả Thái Kiếm Dịch giả Hát Thủy Trầm Chu Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 849 Sát Na Chi Quốc Pháp trận do quyền lão Hát Đế để lại Rốt cuộc đã bị đệ nhất vô lượng phá giải Lúc này Lục Khiêm khá do dự Nơi đó không biết nguy hiểm cỡ nào Mặc dù có thể để cho phần thân qua đó dò đường Nhưng cũng có khả năng dẫn kẻ địch tới Đến lúc đó không biết phải chạy đi đâu Cứ xem xét trước rồi nói sau đi Lục Khiêm thầm nghĩ Đi vào Hoàng Kim Điện trong trường nhạc cung Yêu Nguyệt chờ bên cạnh Pháp Trận ở bên phải Thiên Điện dẫn đến Ngân Sơn Tinh Thần Nữ thủ ở bên kia ra sao rồi Lục Khiêm nhìn lướt qua hỏi bao trùm một phần mười tinh thần, trước mắt có thể mỗi ngày sản xuất ba ngàn quả. À, người xây dựng thêm nhiều pháp chặn tinh khí để cho nàng hấp thu đầy đủ tinh khí. Bước chân của Lục Khiêm dừng lại, quay đầu nói. Toàn bộ tinh thần đã bị che kín thì nói cho ta. Một tinh thần đều đã bị một gốc thực vật bao trùm, cảnh tượng này sao mà hùng dĩ. Người không có phận sự đã bị sơ tán, đại điện trống rỗng, chỉ có để lại đệ nhất vô lượng và pháp trận dưới chân. Đại nhân, nhìn thấy lục khiêm, đệ nhất vô lượng lập tức chào hỏi. Tình huống thế nào? Pháp trận đã sửa chữa xong xuôi, không có chỉ thị của ngài, ta không có dám mở pháp trận. Đệ nhất vô lượng hơi khẩn trương. Thực ra, lão không hiểu vì sao mà lục khiêm nhất định phải cứu bọn người của quyền lão hắc đế trở về. Bây giờ, âm cảnh thiên cung cũng cải chế, danh hào Bắc âm đại dương cũng đã được quỷ thần về thế giới tán đồng. Rất nhiều thủ lĩnh của quỷ thần là lục khiêm, đề bạc sau này. Trước mắt, tất cả hoạt động bình thường, một khi mà để cho quyền lão hắc đế bọn hắn trở về, chắc chắn lại minh tranh ám đấu. Linh quân trước kia không cam lòng mất đi quyền lực, mà bây giờ cũng không có muốn buồn tay Đây là mâu thuẫn rõ ràng. Đệ nhất vô lượng không tin lục khiêm không biết rõ có thể làm như vậy là do có tính toán của riêng mình. Như biết được những nghi vấn trong lòng của đệ nhất vô lượng, Lục Kim cười cười nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Vấn đề này không có tiện nói nhiều, hẳn muốn hiểu rõ một việc, có phải là U Minh Hoàng Tuyền thật sự sẽ phái người đến bắt động chân hay không? Coi như muốn bắt là lấy loại hình thức nào đến bắt, điểm ấy Lục Kim nhất định là phải rõ. Dù sao, sau này tất nhiên mình sẽ trở thành động chân mới. Đến lúc đó mới chuẩn bị thì không còn kịp rồi. Mở pháp trận đi. Lục Khiêm nhìn thoáng qua cái đường dân màu đỏ thẫm của pháp trận. Đường dân này rất là phức tạp. So với pháp trận mình đã từng thấy thì phức tạp hơn rất nhiều. Nơi này ở rất xa, tại hạ đoán ít nhất là phải từ hai kinh lý trở lên. Một kinh lý bằng một dạng triệu dặm một triệu dặm bằng một dạng tỷ dặm. Hai kinh lý chính là hai mươi ngàn tỷ dặm. Đây là số lượng vô cùng khủng bố. Bởi vậy có thể thấy được vũ trụ lớn bao nhiêu. Nguyên thần chỉ có thể miễn cưỡng đi qua hư không. Động chân mới có thể đi lại không bị cản trở trong một thế giới. Cái gọi là một giới chỉ là lấy bán kính trong phạm vi một trăm tỷ dặm xung quanh. Đại hạo tinh phạm vi hoạt động cả đời của động chân cũng chính là chỗ này. Động chân tu luyện tới chỗ cao thâm, khắc sâu nắm giữ quy tắc vũ cực mới có thể bỏ qua khoảng cách ở mức độ nhất định. Lục Khiêm không khỏi cảm thán thế giới này thật sự lớn đến đáng sợ. Mở pháp trận, Lục Khiêm ra lệnh, nói không chừng phía kia chính là thế giới hoàn toàn mới. Đệ nhất vô lượng kinh ngạc, đại nhân không triệu tập số người này sao? Không cần, nhiều người sẽ gây ra chú ý. Theo pháp trận mở ra, quang mang chiếu rọi toàn bộ đại điện. Vì để tránh cho ở bên kia gặp phải nguy hiểm, Lục Khiêm đặc biệt thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Điều cảm giác không có gì khác thường. Có lẽ mình đã nhạy cảm, nhưng cũng có một chút thú vị. Thế giới bên kia chậm hơn ở đây cả trăm lần. Nói cách khác, bên kia trôi qua một năm, bên này sớm đã trăm năm. Quyền lão hắc đế biến mất mới được vài năm, bọn họ ở bên kia chỉ là mấy tháng. Nghĩ tới đây, lục khiêm trực tiếp nhảy vào. Một cổ cảm giác kinh thiên động địa xẹt qua, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Nơi bạn thân đang ở là một đồng cỏ tươi tốt, bầu trời đầy những cây đại thụ. Dòng suối nhỏ bao quanh rừng, chim hót qua nở quan cảnh không khác lắm với thế giới trung tâm tinh khí có thể nồng đậm hơn nơi này một chút mặc kệ như thế nào nơi này không quá liệt như trong tưởng tượng lục khiêm buông ra thần thức liếc nhìn bốn phương lục khiêm chợt phát hiện ở dưới nước dường như có một chút dị thường dường như có một chút dao động không thể giải thích được thân ảnh của lục khiêm tiến vào trong nước dòng suối nhỏ nhìn rất nông dưới đáy lại có ba mươi trượng phía dưới là một thủy tinh cung thủy tinh cung hẳn đã có rất nhiều năm không sử dụng sát ngoài hơi mờ mọc đầy cây rong và tro bụi không nhìn kỹ còn tưởng là một tảng đá lớn xung quanh cung điện có một đám đại hắc ngư có răng nanh sắc nhọn những quái ngư có thể cắn đứt sắt thép này đương nhiên không có một chút tác dụng nào đối với lục kim lục kim tìm thấy cây rong che quất cửa chính tiến vào bên trong thủy tinh cung không gian không lớn. Bán kính, ba trượng, lực lượng vô danh đẩy tất cả nước ra bên ngoài. Chính giữa có một bộ xương khô, bên cạnh đặt các đồ vật linh tinh. Bên cạnh không có đồ tốt gì, nhưng có một thứ hấp dẫn sự chú ý của Lục Kim, một cuốn sách nhỏ màu vàng trên tay bộ xương khô. Lục Kim lấy, lật ra, bút ký, viết ngoái, nhưng mà vẫn là văn tự thông dụng, trên đó ghi chép một chút du ký và cảm ngộ tu luyện người này tên là trương bác là một tu sĩ đăng kiếp theo ghi chép trong sổ thiên phú của gia quả này không tốt lắm nhưng mà lại vô cùng cảm thấy hứng thú với cố sự chí quái của các giới tâm huyết cả đời này đều ở phía trên đây trang cuối cùng được viết bằng máu bút ký lộn xộn thể hiện sự lo lắng của chủ nhân ta tìm nhiều năm có được bí mật của thế giới lúc này lại có nhiều hơn một điều tuyệt vời đáng thương điều kỳ diệu này ở bên cạnh mà lại không biết. Thế gian có loại hiện tượng kỳ quái, thỉnh thoảng nhìn thấy một số thứ không thể giải thích được. Có thứ biến mất trong nháy mắt, có người gọi là hoa mắt, có người cho rằng vừa nhìn thấy quỷ. Không chỉ những người bình thường mới có hiện tượng này, có một số tu sĩ cũng đã có những hiện tượng này. Trường bác chăm chú nghiên cứu hiện tượng qua mắt, đặc biệt đến nhà của người có liên quan phát hiện không có một chút âm khí nên loại trừ khả năng có quỷ thần. Lại tra xét lịch sử văn hiến của một khu vực nào đó, phát hiện trăm ngàn năm qua, rất nhiều người nhìn thấy quyển tượng kiến trúc, vậy mà nhất trí lạ thường. Một số là phong cảnh được nhìn từ các góc độ khác nhau. Căn cứ văn hiến miêu tả, trương bác vẽ ra một tòa nhà mái dòm và một nam tử lực lưỡng với làn da màu nâu xám. Lục khiêm ngại dông dài, trực tiếp lật đến kết luận ở trang cuối cùng nhìn thấy kết luận này lục khiêm mở hai con mắt tắm tắt lấy làm kỳ lạ thế giới lại có việc kỳ lạ như thế sát na chi quất căn cứ theo mảnh mối của trường bác bỏ ra thời gian mấy trăm năm cuối cùng cũng khám phá ra một chủng tộc kỳ quái tên là sát na chi quất sát na chi quất là một nền văn minh thần kỳ thần kỳ vượt qua lẽ thường ngay cả nơi này cũng có nhiều người lẫn lộn lại không có bị người phát hiện chỉ là ngẫu nhiên lộ ra móng vuốt nền văn minh của sát na được sinh ra phát triển thịnh vượng già yếu diệt vong tổng cộng chưa đầy một tích tắc tuổi thọ của quốc dân càng không có thể tính được tuổi thọ ngắn đến mức tu sĩ không thể quan sát được vì vậy không có được coi là tồn tại nhưng mà sát na chi quốc thật sự có tồn tại có một sát na chi quốc trên toàn thế giới sinh ra và chết đi. Ngay bên cạnh của chúng ta, chỉ là suy nghĩ của người thường, những người là tu sĩ không thể quan sát được. Một sát na tương đương với một phần trăm của dây, đây là thời gian của một nền văn minh sinh ra và diệt vong. Tốc độ phản ứng của loại này chỉ bằng một phần mười giây. Cho dù là tu sĩ có đầu óc nhanh nhại may mắn nhìn thấy cũng sẽ không coi trọng. Dù sao, sẽ diệt dòng trong chớp mắt. Dù là có chú ý tới, cũng không phát hiện được, chỉ có thể cho là qua mắt. Lục Khiêm tiếp tục nhìn xuống, chữ viết càng ngày càng lộn xộn. Trường Bác ghi chép, Thế giới nhất định có bí mật lớn, ta lại tìm mấy trăm năm không ngần ngại phí công tu hành. Hôm nay thật sự cuối cùng được hé lộ. Quả ra sát na chi quốc này thậm chí toàn bộ nhân gian. Phía dưới không có, bút ký hoàn toàn dừng lại. Lục Khiêm suy đoán có thể đây là nguyên nhân cái chết của trường Bác, lại đứt đoạn vào cái thời điểm máu chốt nhất. Loại cảm giác đoạn chương này thật làm cho người khác khó mà chịu đựng. Chương 850 Sư tử đầu hưu Bút ký dừng lại đột ngột, làm cho lòng người ngứa. Sát na chi quốc, không thể nghi ngờ là một nền văn minh vô cùng kỳ lạ theo mô tả của Trương Bác, quốc dân của sát na chi quốc cũng không phải là nhỏ đến mức người ta không có thể nhìn thấy. Hình thể tương tự như con người, chỉ là cái thời gian tồn tại quá ngắn. Dù sao một nền văn minh sinh ra và diệt vong trong một khoảnh khắc, tuổi thọ của một cá nhân càng không cần phải nói. Ý nghĩa tồn tại của sát na chi quốc là gì? Làm thế nào mà cảm nhận được bọn họ chứ? Trong lòng của Lục Khiêm toát ra một vấn đề đây cũng là đáp án mà Trương Bác tìm kiếm cả đời. Cuối cùng, hắn là phát hiện bí mật gì mới khiến cho hắn chết ngay tại chỗ. Người bình thường không có nhìn thấy sát na chi quốc, chắc hẳn người sát na chi quốc cũng không có nhìn thấy người bình thường. Thời gian bọn họ tồn tại quá ngắn, có thể trong suy nghĩ của bọn họ, người bình thường cũng chỉ là những tảng đá ngàn năm, dạng năm bất động. Và tuổi thọ cũng không có hỗ trợ bao nhiêu tác động của bọn họ đối với con người tỉ mỉ nghĩ lại có rất nhiều lỗ thủng thời gian chỉ là người bình thường định nghĩa lục khiêm cảm thấy thời gian rất ngắn có lẽ đối với bọn họ mà nói vô cùng dài dằng dặc cảm giác quyết định thời gian dài hay là ngắn sao lục khiêm suy đoán suy nghĩ của bọn họ nhất định phải rất nhanh có lẽ gấp hàng vạn lần người thường điều gì đằng sau sát na chi quốc và phạm nhân. Đây là nguyên nhân cái chết của trường Bác. Lục Khiêm cảm thấy thế giới này càng ngày càng thú vị, không biết rất là nghẹt thở. Bây giờ, hòa nhập vào thế giới này trước, sau đó vừa tìm kiếm quyền lão hạt đế, vừa tìm kiếm những cái bí ẩn của thế giới này. Lục Khiêm có loại dự cảm, thế giới này rất có thể sẽ mang đến cho mình kinh hỷ. Nghĩ tới đây, hắn cất hết những cái thứ lặt vặt, mang theo bút ký của trường bác, bay về ngoại giới. Lĩnh vực toàn bộ buông ra, bán kính ngàn dặm thu hết vào trong thần niệm. Rừng rậm rộng mấy ngàn dặm thần niệm trong không có đến cuối cùng. Xung quanh truyền đến âm thanh quyền náo. Phi điểu tán loạn, bách thú chạy trốn, xa xa có tiếng gầm rú, mặt đất rung chuyển. Hướng về phía chính mình, chỉ thấy bên cạnh dâng lên hai đạo Lan Yên, ở phía sau Lan Yên chính là các vàng ngàn trượng. Dị thú đầu hưu, mình sư tử, thân cao ngàn trượng, mắt to bằng ngôi nhà, cuộn cát vàng lên. Đủ theo hai cái đạo lan yên. Hai đạo lan yên là khí huyết. Khí huyết này cực kỳ nóng bỏng, chỉ là dùng thần niệm quan sát cũng có thể cảm thấy nóng. Người dám sao? Dưới lan yên truyền đến một tiếng quát nũng nịu. Lục khiêm nhìn theo âm thanh, chỉ thấy dưới lan yên có một nữ tử, nữ tử dáng dốc cao gầy hai chân thon dài áo choàng đen xám không có che được thân hình xinh đẹp của nàng nữ tử mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc lòng ngực không ngừng phập phồng nam tử bên cạnh có tướng mạo giống nàng đến mấy phần trông trẻ tuổi hơn một chút từ tiêu mau giao tung tích của mộng thiên ý ra đây bản tọa tha cho người không chết phía trên đầu hưu là một nam tử chỉ có nửa gương mặt khuôn mặt bên trái của nam tử là hài cốt dữ tợn khuôn mặt bên phải trông không tệ hai loại tương phản kết hợp với nhau càng làm cho nổi bật sự kinh khủng của người này sư tử đầu hưu nhẹ nhàng chậm cho một cái đại địa xốc lên đá dằn trúng hai người bay tứ tung lúc này sư tử đầu hưu đi đến trước mặt của hai người một móng vuốt hổ khổng lồ rơi xuống lên nữ tử cắn chặt răng ngà hai tay đang thành trảo tính khí sau lưng quá thành một bạch hổ dữ tận, hình thể không phần trên dưới dưới quái vật đầu hưu mặt trời mặt trăng và các vì sao trên trời đã bị loại lực nào đó kéo xuống rủ xuống tinh quang hội tụ trên người của bạch hổ không trùng, náo động trăm dặm khí huyết thiêu đốt làm không khí nóng bỏng vô cùng cây cối khô héo cháy đen bạch hổ càng thêm sinh động như thật lộ hàng lão đạo xin nhận cái chết một trảo của nữ tử lăn không dồ xuống bạch hổ cùng nhau về phía sư tử đầu hưu mới vào thiên nhân cũng dám kiêu chiến với ta sao bạch hổ phách sơn này của ngươi còn thiếu một chút quả hầu hư thiên ý đích thân đến đây còn tạm được đồ phế vật đầu hưu phun ra một đoàn lôi quả lôi điện dội giả diễm quả bạo liệt bạch hổ nổ tung tàn sát ngay tại chỗ sau đó một miệng máu cắn xuống từ Tiêu ngửi thấy cái mùi hôi thối, ngũ giác chấn động, nghĩ thầm lần này có thể thoát khỏi tai kiếp cùng với nỗi sợ hãi, võ đạo chi tâm vững như là bàn thạch, lúc này xuất hiện khe hở, thế là vội vàng hô to, đại nhân tha mạng, ta nói. Tỷ tỷ, không thể. Khóe mắt của Từ Kiệt nứt ra, không ngờ tỷ tỷ là một kẻ tham sống sợ chết. Sư phụ quan tái tạo hai chúng ta, sao mà tỷ lại dừng lại. Lộ hàng vô vàng ngăn lại, tiểu súc sinh dừng lại đi. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, bị sư tử đầu hưu nuốt xuống dưới, khí huyết toàn thân của từ tiêu quá thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ cho quái vật. Lúc này quái vật mới dừng lại. Đợi cho lộ hàng lấy ra tinh thần, từ kiệt, sớm đã không thấy tầm hơi. Đuổi theo, lộ hàng khẽ ngửi, ngửi thấy khí tức của từ kiệt lưu lại một người một thú đuổi theo. Lục Khiêm nhìn thấy cả quá trình. Thú vị, phương pháp tu hành của hai bên có khác biệt rất lớn với thế giới trung tâm, có điểm giống là phương pháp tu hành bàn môn tả đạo. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm lách mình đến dùng lân cận của hai người. Một thân ảnh lấy tốc độ mỗi giây trăm trượng, mang theo một đường bụi mù mà đến. Nhìn thấy cây cối, ngay cả tránh cũng không có tránh, trực tiếp đụng vào đại thụ mấy người ôm không hết đã biến thành mảnh vụn rồi. Từ kiệt nhìn thấy phía trước có người dội vàng quát. Nhanh, tránh ra, tránh xa một chút đi. Lộ hàng ở phía sau hướng về phía mình, y không muốn làm người vô tội bị thương. Người trẻ tuổi trước mặt này như bị choáng váng đứng ra bất động. Từ kiệt không có đành lòng làm cho người vô tội bị thương, chợt cắn ra một cái, chuyển sang hướng khác. Sau khi mà trì quản như vậy, Đối phương đã đuổi kịp, Từ Kiệt bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Lục Kim cách đó không xa nói: "Tự cầu nhiều phút đi, ta không có giúp được ngươi." "Không có việc gì." Vẻ mặt của Lục Kim kiểu xin cứ tự nhiên cũng không đi mà ở chỗ cũ xem kịch. Ngươi Từ Kiệt cũng không có gì để nói, người này không sợ chết sao, hay là thật sự không quý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề? Nói hay không? Lộ hàng dền dàng đắc ý, nhìn thấy lục khiêm bên cạnh, lông mày nhíu lại. Người đây là giúp đỡ sao? Ngươi ý vào chính là cái này sao? Cũng tốt, cắt đứt suy nghĩ của người trước đi. Đầu hưu! Sư tử đầu hưu nâng sư trưởng lên, hung hăng dỗ xuống. Trực tiếp muốn đánh cho lục khiêm thành thịt muối. Gia quả lục khiêm này không có bao nhiêu khí huyết, ngay cả giá trị lương thực cũng không có. Người rất cao sao? Lục Khiêm ngoài cười, trong không cười, thân sắc trở nên dáng vẻ trang nghiêm, cất cao dạng trượng. Người rất cao. Hỏi là một lần nữa. Âm một tiếng, khói trắng tràn ngập, sư tử đầu hưu, biến mất không có thấy nữa. Nam tử nửa mặt rơi xuống. Trên không trung, rơi xuống đất, tạo thành hai cái hố to trên mặt đất. Đại nhân, thần công cái thế, tiểu nhân phục, tiểu nhân phục rồi. Nửa bên mặt của lộ hàng, nở nụ cười nịnh nọt, đầu cũng đập ra máu, dáng vẻ sợ mất mật. Lục Khiêm thu hồi thần thông, đi đến trước mặt của Lộ Hàng. Lộ Hàng cúi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa, trong lòng âm thầm tính toán. Trước tiên tỏ ra yếu đuối, sau đó tìm cơ hội ăn hắn. Chết không hối cãi. Dưới ánh mắt kinh hãi của Lộ Hàng, hư không xuất hiện cái dòng xoáy, hút lão vào trong phong đô sơn. Mạt sầu, lát nữa đọc ký ức của người này. Làm xong những chuyện này, Lục Kim mới có thời gian nhìn về phía Từ Kiệt đã nhìn đến ngay người. Chương 851 Thiên Nhân Võ Đạo Bãi kiến tiền bối, đa tạ tiền bối để giúp đỡ. Từ Kiệt khách khí nói, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, mình không có trêu chọc cái gì mảnh nhân này. Bản tọa vừa mới xuất quan, nói về thế cục của chỗ này một chút cho ta nghe. Lục Kim nói, nói những cái thay đổi lớn lao trong 2.000 năm qua. Dần, con người của Từ Kiệt co rụt lại trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Không ngờ tiền bối này sống hơn 2.000 năm, đây đúng là cao thủ cỡ nào. Sau đó nói chi tiết, nơi này tên là Thái Thuấn Tinh. Thái Thuấn Tinh nhỏ hơn rất nhiều so với Đại Hạo Tinh. Toàn bộ thế giới chỉ có một lục địa lớn siêu cấp gọi là Thần Châu. Bên ngoài lục địa Thần Châu chính là hải dương vô tận. Trên lục địa, tổng cộng có 10 dương triều dạng năm, một số tiểu quốc phụ thuộc. Dương triều do tu sĩ nắm giữ bảo vệ, 10 quốc gia có 10 loại phương thức tu hành chủ lưu khác nhau. Từ kiệt ở vũ quốc, nằm ở phía đông nam của thành châu, diện tích lãnh thổ bao la tung hoành mười mấy dạng dặm, nhân khẩu cao tới 4 tỷ. Tám tám châu của vũ triều đều có cường giả cấp võ thánh trấn thủ ở Trung Kinh càng có thập đại võ giả cấp thiên nhân và bách khiếu thiên nhân tỏa trắng. Thiên nhân là cái gì? Chính là loại người tu hành khí quyết như các ngươi sao? Lục Kim hỏi. Vấn đề này khiến cho Từ Kiệt dừng lại, nhưng mà vẫn kiên nhẫn giải đáp. Vũ triều tu luyện nhân thể khí quyết, cảnh giới chia thành võ sư nhất dài đến tam dài, tiên thiên võ sư, tiên thiên tông sư, võ thánh, thiên nhân, tự luyện gia đến cốt tủy nếu như quyết dịch điều luyện một lần đạt tới cảnh giới khí quyết như lan yên, dạng tà bất xâm chính là võ thánh tại hạ hiện tại chính là võ thánh dứt lời từ kiệt bước ra một bước khí quyết sôi trào đấm ra một quyền thổi ra năng lượng trắng xóa đại thụ cách đó trăm trượng đã bị đánh thành cặn bã để lại một khe rảnh dài trăm trượng rộng ba thước không tệ lục khiêm khen ngợi sức mạnh khi mà cận chiến cực kỳ bá đạo, pháp thuật kiến hoàng, bình thường rất dễ bị khí huyết tách ra. Bên trong ngàn trượng, chiến lực của người này tương đương với đạo cơ. Xem ra võ thánh tương đương đạo cơ, thiên nhân chắc là đang kiếp, bạch khiếu thiên nhân là cái gì? Chẳng lẽ là tu sĩ nguyên thần? Căn cứ theo từ kiệt nói, bạch khiếu thiên nhân là cao nhân có 365 khiếu quyệt toàn thân đã thông, tuổi thọ ngàn năm, tu thành nhục thân thần thông, phi thiên độn địa, sư phụ chính là thuộc về cảnh giới này. Mới một ngàn tuổi sau, ngươi tu hành bao nhiêu năm? Hơn ba mươi năm, tại hạ bất tài được dinh dự là thiên tài trăm năm khó gặp của vũ triều. Tỷ tỷ của ta chính là thiên tài năm trăm năm khó gặp. Đáng tiếc. Nói tới tỷ tỷ, vẻ mặt của từ kiệt ảm đạm, nếu gặp được tiền bối sớm một chút thì tốt rồi. Bách khiếu thiên nhân có thể vượt qua hư không không? Vượt qua hư không là tiêu chí của nguyên thần cấp bậc cao nhân. Không thể sau khi Bách khiếu thiên nhân cảm ngộ thiên tâm mới có thể vượt qua hư không. Phi thăng thượng giới, đáng tiếc trong lịch sử những cao nhân này sau khi mà phi thăng rốt cuộc không có xuống dưới, không ai từng thấy phong thái của những người này. Xem ra Bách khiếu thiên nhân tối đa cũng chỉ cấp độ Lôi Kiếp. Các quốc gia khác có tên gọi khác nhau cho cảnh giới của các cường giả, nhưng mà cũng gần giống cấp bậc này. Đây cũng là quá gà rồi. Cường giả cấp trấn quốc trên toàn bộ thế giới cũng chỉ có hơn 10 vị, cao thủ hàng đầu chỉ có 10 lô kiếp. Thế giới lớn như thế và tinh khí nồng đậm như vậy chỉ ra đời những người này. Lục Khiêm dùng một cái tay cũng có thể đại sát bốn phương, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết có thể không có đơn giản như vậy sự tồn tại của sắc na chi quốc và phi thăng hư không thần bí đều là những câu đố rõ ràng lục khiêm hiện tại rất muốn bay lên trời để mà điều tra nhưng khả năng cao sẽ gặp phải nguy hiểm nơi quyền lão hắc đế phải trấn thủ tuyệt đối không phải là một nơi bình thường vẫn là trước xâm nhập điều tra một phen nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không nghĩ tới đây lục khiêm nhìn về phía tứ kiệt nói mang ta quay trở về vũ triều rất lâu không có quay về nhân gian không biết nhân gian thế nào rồi rất sẵn lòng từ kiệt đang lo làm sao mà trở lại vũ triều lục khiêm dẫy tay gọi một mảnh mây đen lại hai người đạp vào đám mây biến mất ngay tại chỗ trên đường lục khiêm đại khái biết rõ thế cục của thế giới này dương triều mạnh nhất của thế giới này tên là càn phương thức tu hành chủ yếu của càn quốc tương tự như của lục khiêm chẳng qua phương thức tu hành của bọn họ là dứt bỏ nhục thân không có tu nhục thân sau ba lần thiên kiếp lột bỏ hình thể quá thân thành nguyên thần thuần dương phi thăng thượng giới vũ triều thuộc loại áp chót đầu tiên là tuổi thọ của cường giả quá ngắn võ thánh mới sống được có hai trăm năm thiên nhân cũng chỉ có năm trăm năm nếu không phải là ngưỡng cửa thấp cùng với căn cơ tu luyện rộng rãi, nhân tài không tuyệt tự, chỉ sợ vũ triều sớm diệt vong. Nhung quốc bên cạnh là kẻ địch không chết không thôi với bọn họ. Người nhung quốc sống chung với thú dữ, phương thức tu hành là nhung nhập giả thú vào nội tạng cơ thể của mình. Bọn họ cần rất nhiều quý khí. Người tập võ chính là lương thực hoàn hảo của bọn họ. Lần này tin tức, hư thiên ý, bí mật đột phá đã bị bọn họ biết rõ, đám người bị mai phục đánh cho một trận liên thành cái dạng này. Ở trong đó nhất định có nội ứng rồi. Những lời này của Từ Kiệt kết hợp với ký ức mà mặt sầu đọc được của Lộ Hàng về cơ bản của tương ứng 89 phần 10. Lục Khiêm buông lỏng cảnh giác với Từ Kiệt. Chỉ cần gia quả này nói dối một chút thôi, Lục Khiêm giết hắn ngay tại chỗ. Cách đó không xa, xuất hiện một tòa hùng thành không có tường thành, bên trong hùng thành còn có một tòa nội thành. Bên trong mới là cốt lõi của vũ quốc. Hai người lần lượt rơi xuống. Lúc này Từ Kiệt thả ra một tín hiệu. Một cỗ xe màu đỏ tươi lao dùng dục tới. Bãi kiến tiên trấn hầu. Một lão đầu mặc áo bào đỏ từ trên xe ngựa đi xuống. Lão đầu xuống dưới lập tức nửa quỳ. Bất ngờ nhìn thấy Lục Khiêm bên cạnh nhưng mà cũng không có mở miệng đặt câu hỏi lâm tổng quản dẫn ta đi gặp hoàng đế sư thúc có chuyện quan trọng từ kiệt và lục khiêm lên xe ngựa xe ngựa điên cuồng lao vào trong thành cung đình đại vũ buổi chầu sáng sớm đã giải tán cửa lớn của quan minh điện đóng chặt bên trong mờ mịt một lão giả giữa mái tóc trắng và áo bào màu vàng ngồi trên chiếc ghế rồng lão giả hai con mắt đục ngầu trên mặt mọc đầy đốm đèn toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tử khí nồng đậm. Người này là đại vũ nguyên đế hư thiên dực. Nguyên đế chấp chính 60 năm, sống êm biển lặng, quốc thái dân an. Tuy không có võ công hiển hách cả đời, nhưng cũng là quân chủ thủ thành, rất có tư cách. Lão giả che miệng ho khan kịch liệt, lòng bàn tay xuất hiện một vết đỏ bừng. Cầm đang dược tới. Đêm đã dần dần sâu rồi, bệ hạ, chú ý lòng thể đi. Lão Thái Giám bên cạnh cẩn thận nhắc nhở. Vị hoàng đế cai trị 60 năm này cũng đã gần đến giai đoạn cuối đời. Các quan đại thần bắt đầu nhao nhao đặt cược. Bớt nói nhảm đi. Nguyên đế quát. Thái Giám bất đắc dĩ mở một cái bình nhỏ nhổ ra một viên đang dược vàng óng ánh. Hoàng đế nuốt vào sắc mặt tốt hơn một chút. Báo tiên trấn hầu trở về. Người hầu ngoài cửa đến báo, làm sao vẫn còn sống vậy?" Nguyên Đế nghi hoặc nhìn về phía hư không, tình huống bên phía Thiên Ý thế nào rồi? Hư không xuất hiện một thân ảnh, một người giấu trong bóng tối, phần da lộ ra xăm nhiều đồ án động vật khác nhau, đây là tiêu chí của tu sĩ nhung quốc, có thể là thủ hạ sơ sẩy, bệ hạ yên tâm, hư Thiên Ý không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của người, còn có ba khắc đồng hồ, nàng luyện thành một hạt tiên đan đến lúc đó bệ hạ ăn vào có thể trường sinh bất lão nói đến trường sinh bất lão trong mắt nguyên đế lóe lên một tia khát giọng, sắc mặt ửng hồng trẫm muốn đích thân giám sát lát nữa người giết từ kiệt nhất định không có được rò rỉ tin tức nội ứng là từ kiệt tìm kiếm bấy lâu nay quá ra lại chính là hoàng đế đương triều chương 852 bạch hổ sát sinh từ kiệt không bao giờ có thể ngờ người tiết lộ hành tung của bọn họ và liên hệ với nước địch lại chính là nguyên đế. Dưới sự dẫn dắt của lão thái giám, nguyên đế đi vào khu cấm địa phía sau hoàng cung. Khu cấm địa không có thực vật, chỉ có một cung điện lẻ loi, trơ trọi, đứng sừng sững. Một nhóm người đi vào cung điện, từng giấy hàng rào sắt cách cửa chừng ba trượng. Bên trong hàng rào liệt quả hừng hực, đốt cháy một nữ tử mặc thường phục. Nữ tử của làn da trắng nõn lộ ra quỳnh quang nhàn nhạt, nhạt, giống như là bạch ngọc vậy. Một đôi mi thanh tú rất quanh khí, khí chất bỗng trở nên hiên ngang. Khí huyết sắc đỏ quanh quẩn bên ngoài cơ thể ba tất, ngăn cản quả diễm thiêu đốt. Thiên dực, không ngờ lại là ngươi. Người này chính là cường giả trấn quốc hư thiên ý của vũ quốc, làm cho người ta không ngờ tới là hư thiên ý là một nữ tử. Tỷ tỷ, đệ đệ đã già rồi. Nguyên đế ho khan kịch liệt, ánh mắt của lão trống rỗng, nhìn về phía hư không, phản phất xuyên qua thời gian. Thời đại hưng thịnh này có tám phần của hư thiên ý. Hư thiên ý là thiên tài chưa từng thấy trong ngàn năm của vũ triều. 20 tuổi đã bước vào cảnh giới võ thánh, 50 tuổi đạt được thiên nhân chân thân hoàng mỹ, 80 tuổi là bách khiếu thiên nhân có thể nói kinh tài diễm diễm, trấn áp một nước, đáng tiếc lại là một nữ tử, không thể kế thừa hoàng vị. Hai người là con thứ thủy quả bất dung với hoàng tử của dòng chính, dưới sự ủng hộ của hư thiên ý, hư thiên dực thành công leo lên ngôi hoàng đế. Có hư thiên ý ở phía sau tự xưng, nguyên đế quyết đoán cải cách, tệ nạn kéo dài bấy lâu nay. Chỉ dùng có thời gian 8 năm đã khiến cho quốc thái dân an quan hệ với các nước xung quanh được sửa chữa rất nhiều. Cho dù đắc tội với các nhóm lợi ích đứng sau thì cũng có tỷ tỷ ở sau lưng chống đỡ. Đáng tiếc năm tháng không tha người, nguyên đế muốn sống lâu hơn một chút. Hư thiên ý nhìn thấy người sau lưng nguyên đế, đôi mi thành tú cao lại. Người cấu kết với nhung quốc sao? Chuyện nhục nước mất chủ quyền, quên nguồn gốc như vậy, người cũng làm được sao? Thiên dực ngươi thật làm cho ta lao mắt mà nhìn. Nguyên đế không có nói gì, lão tự có suy tính, trong những năm đầu tiên không thể nghi ngờ đạt được giá y bí pháp, có thể biến đạo hạnh của người khác thành của mình. Làm như vậy chỉ là vì thuận tiện hạ bệ hư thiên ý, tất cả những cái thứ này sẽ được lấy lại trong tương lai. Vẫn còn rất nhiều bản thiết kế lớn trong lòng lão sẽ sử dụng cái thời gian tiếp theo đặt nền móng vững chắc cho vũ quốc cường thịnh hành động lần này tuyệt đối không có gì tư tâm chỉ là người ngoài không hiểu thôi quả diễm cháy hừng hực khí huyết bên ngoài cơ thể càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh sắc mặt của thiên ý trắng như giấy vàng bệ hạ nhiệt lượng là đủ nhiều nhất ba khắc sắp luyện quyết thành đan người nhung quốc cả người đầy hình xăm nói trong mắt của người này lóe lên quan trạch không có thể hiểu được. Nguyên đế gật gật đầu, bộ dạng vẫn già nua, qua mắt ù tai, nhưng mà trong lòng đang cười lạnh. Thật sự coi mình luyện đan chỉ là vì trường sinh sao? Không có thì thiên ý, dù có thể sống một dạng năm, cuối cùng cũng trở thành tù nhân. Ngoại trừ mình, không ai biết rõ lão gì cướp đoạt đạo hạnh. Bệ hạ, từ kiệt đến, đồng hành còn có một người xa lạ người xa lạ không sao lát nữa giết hết người thành đại sự không tiếc tiểu tiết không thể có lòng dạ đàn bà mười thiên nhân ở kinh đô có chín người đầu quân về phía mình còn lại một mình từ tiêu cũng đã chết chỉ còn lại một mình từ kiệt nguyên đế mang theo thái giám đi tới đại điện hai người lục khiêm tiến vào trong đại điện chờ từ kiệt đang chỉnh lý tìm từ y nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu có thể dụ nội ứng trong nước ra hoàng đế sư thúc này là người có một chút bí mật đấy còn lục khiêm liếc mắt nhìn xung quanh nói ra một câu khiến từ kiệt không ngờ tới rất nhanh một trận tiếng bước chân truyền đến một lão giả mặc long bào xuất hiện trong đại điện sư thúc từ kiệt nửa quỳ hành lễ ờ nơi này không có người ngoài qua đây bẩm báo đi nguyên đế ôn hòa cười một tiếng từ kiệt không nghi ngờ có lừa gạt trực tiếp tiến lên lúc cách hoàng đế 15 trượng. Phù văn dưới chân của hai người sáng lên. quang mang như trường xà hội tụ thành xiềng xích khóa hai chân hai người lại. Cùng lúc đó mưa tên đầy trời đã bắn ra từ chỗ tối tăm Mũi tên toàn thân huyết hồng bên trên có vô số dân tài đây chính là xích huyết thép chuyên khắc chế khí quyết của võ giả sự thúc ngươi từ kiệt mở to hai con mắt nhìn không dám tin trả mạng sư đệ lộ hàng của ta bỗng mà truyền đến âm thanh tê tê cử xà dãy đen mắt đỏ trường ra cái đuôi của cử xà được nối với cánh tay của một tên có hình xăm nguyên đế nắm chắc thắng lợi trong tay đây là tình thế chắc chắn phải chết cho dù là thiên nhân tới cũng trốn không thoát nam tử xa lạ bên cạnh trông không có gì nổi bật chắc hẳn không có chỗ lợi hại gì đang nghĩ ngợi một giây sau trực tiếp đã bị giả mặt chỉ thấy lục khiêm bước ra một bước mũi tên vững vàng dừng lại mũi tên bay ngược trở lại cái chỗ tối vang lên những cái tiếng kêu rên sau đó thi thể ngã xuống đất cự xà đã bị một sức mạnh khổng lồ thần bí ép thành thịt muối cường giả cấp phản tổ người nhung quốc kinh hãi nói tới sau núi nhanh đi về sau núi ta có biện pháp nguyên đế thất kinh người nhung quất sau đó hóa thành một con quái vật có đôi cánh đại bàng và thân hổ nắm lấy nguyên đế bay về phía cấm địa phía sau núi cái gọi là cường giả cấp phản tổ chính là cường giả mà tất cả các cơ quan trong cơ thể đều yêu quá mỗi cơ quan đều có thể chiến đấu độc lập tương đương với thiên nhân đỉnh phong chỉ kém một chút so với bách khiếu tại sao có thể vậy chứ tại sao vậy từ kiệt tự lẩm bẩm, không có dám tin vào hai mắt của mình. Hoàng đế cấu kết ngoại địch, vậy mà lại phản bội mình. Đừng có nói nhảm, đuổi theo trước. Pháp lực màu vàng lấy bản thân làm trung tâm phát tán, bao trùm bán kính ngàn dặm. Lục khiêm bắt lấy bả da của từ kiệt, trực tiếp biến mất. Đại điện trong cấm địa, bọn người nguyên đế trốn vào đại điện. Còn có cơ hội, hai con mắt nguyên đế đỏ thẳm chỉ cần ăn tiên đan vào sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Từ kiệt đáng chết, không biết tìm được cao nhân ở chỗ nào. Một nhóm người tiến vào đại điện, cảnh tượng trước mắt làm cho bọn hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy người thần bí vừa rồi kia đã sớm ở trong đại điện với từ kiệt, bên cạnh còn có một nữ tử. Khuôn mặt bình thường của nữ tử hướng lên trời, mái tóc dài được buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ, tùy ý xỏa tung sau lưng một đôi mắt có thần. Tỷ tỷ, nàng chính là hư thiên ý, hư thiên ý nhắm hai mắt, hôm nay lấy tuệ kiếm chặt đứt hồng trần. Toàn bộ đại điện bị lực lượng nổ lên trời, lấy nàng làm trung tâm, đại địa trong bán kính mưa dặm dở ra những khe rãnh rất sâu. Khí huyết đã nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, khí huyết bốc hơi, thậm chí khiến cho thổ nhưỡng bị đốt thành một chất giống như lưu ly màu đỏ thẫm hoàng đế thái giám người hầu quá thành tro tàn giữa tiếng kêu gào thê thảm chỉ còn lại của người nhung quốc lão đảo đào tẩu chỉ trong một giây lát đã biến mất bên ngoài trăm dặm mặt của hư thiên ý vô cảm bước ra một bước lập tức lục khiêm cảm thấy một nắm đấm cực kỳ quỷ diệt giết chóc giết người sát thần sát tiên giết hết dạng vật hư không ngưng tụ ra một con bạch hổ ngàn trượng Bạch hổ nhìn trời thét dài, sóng âm xuyên thấu trăm dặm. Bạch hổ sát sinh kinh, bạch hổ khiếu thiên. Người nhung quất nổ thành quyết vụ đầy trời, trời đổ mưa to. Lục khiêm nhìn ra một chút ô cửa. Đây không phải là pháp thuật, cũng không phải là pháp lực. Khí huyết của cơ thể con người cũng không khoa trương như vậy. Đây là một thứ cùng loại như kiếm ý. hẳn là tinh thần võ đạo mà Từ Kiệt nói tới hoặc là quyền ý. Quyền ý gọi là bạch hổ sát sinh sao? Đa tạ đạo hữu đã tương trợ. Gọn gàng giải quyết hết mọi người, hư thiên ý ôm quyền thăm hỏi. Việc nhỏ thôi. Lục Kim không có vấn đề nói. Đúng là cái chuyện nhỏ. Đừng nhìn vừa rồi người kia chạy xa. Hắn chỉ dùng linh lực là có thể nhẹ nhàng đè chết đối phương cách ngàn dặm rồi. Chương 853 quy khư cốc xin hỏi tên của đạo hữu thần sắc của hư thiên ý thận trọng rất nhiều mặc dù lục khiêm nhìn từ bề ngoài giống như là phàm nhân nhưng trực giác của võ giả nói cho nàng người trước mắt này vô cùng không có dễ chọc bạch hổ sát sinh quyền ý vẫn luôn cảnh báo người này đến cùng là ai thế giới này từ khi nào xuất hiện một cao nhân như thế họ lục tên khiêm Lục Khiêm vốn định sử dụng tên giả, cuối cùng ngẫm lại, bỏ đi. Thế giới này không có ai quen biết mình, cần gì dễ dời thêm chuyện. Lục Khiêm đạo hữu, hư thiên ý, nhìn từ kiệt một chút nói, tình huống của ta chắc hẳn đạo hữu đều đã hiểu rõ, nơi này không có thể nói chuyện, chúng ta đến dưỡng tâm điện. Hư thiên ý, phân phó từ kiệt dẫn đường, mà mình đã biến mất ngay tại chỗ. Hai người tới dưỡng tâm điện, chỉ chốc lát sau hư thiên ý mặc thường phục đi ra thường phục hoàng thất còn qua lệ hơn so với qua phục nhà bình thường tóc đen dán lên thật cao cái cổ thon dài trắng như tuyết chỗ ngực có tơ vàng thiêu thành hình long phượng trên tường từ kiệt nói toàn bộ chân tướng sự việc ra hư thiên ý hơi tiếc hận từ tiêu cũng là gieo gió gạt bão không ngờ lại là thứ tham sống sợ chết Bạch khiếu thiên nhân là loại cảnh giới nào? Lục Khiêm cảm thấy rất cuốn thú với loại phương pháp dẫn chuyển khí huyết này, ngưỡng của phương pháp này cực kỳ thấp, quy lực không tệ, vừa rồi hư thiên ý dùng quyền để mà giết chết người trăm dặm, chiến lực không có thua gì tu sĩ Lôi Kiếp. Đương nhiên, đối mặt với tu sĩ Lôi Kiếp chân chính, bọn họ rất có thể dẫn thua, dù sao không có tính đa dạng pháp thuật như tu sĩ. Bạch Khiếu đều thông có thể phi thiên độn địa đồng thời sinh ra nhục thân thần thông đã là bách khiếu thiên nhân chiêu vừa rồi kia là tinh thần quyền ý và quyết khí kết hợp hình thành nhục thân thần thông gọi là bạch hổ thất kích bạch hổ khiếu thiên không phải là chiêu thức mạnh nhất mạnh nhất tên là bạch hổ xạ tức có thể trực tiếp công kích có thể trực tiếp đánh lên trời lần đầu gặp mặt không đáng kể gì tay phải của lục khiêm biến đổi lòng bàn tay xuất hiện một nữ thụ thần quả. Hư thiên ý hơi kinh ngạc. Đạo hữu khách sáo quá rồi. Lập tức nhận lấy đồ vật đặt trong tay tinh tế quan sát. Thứ này đối với tu sĩ tu luyện khí huyết có trợ giúp rất lớn, đối với nàng cũng có một tia tác dụng. Trên tay đạo hữu có bao nhiêu, ta sẽ thương lượng mua. Còn có ba ngàn quả. Lục Khiêm thay đổi lời nói nhưng ta muốn dùng cái thứ này đổi lấy bạch hổ sát sinh kinh. Ta không có nhìn được tu vi của đạo hữu sâu cạn bao nhiêu, nhưng cũng không thấp. Tại sao mà lại có hứng thú với loại tiểu đạo này? Hư thiên ý vẫn có một chút hiểu biết về võ đạo. Võ đạo am hiểu cận chiến, đối với pháp thuật tầm xa, không có bao nhiêu biện pháp. Nếu đối phương đánh nhau với mình, e rằng chỉ cần ở khoảng cách xa, mình không có cách nào để bắt hắn cảm thấy hứng thú thôi. Hư Thiên Ý cũng rất dứt khoát, ngón tay ngọc điểm vào lòng bàn tay của Lục Kim. Lòng bàn tay truyền đến một cổ ý lạnh, nhiệt độ cơ thể của đối phương cũng có chút lạnh. Rất nhanh, một dòng thông tin xuất hiện trong đầu. Đây là phương pháp tu luyện của võ giả, võ giả chi đạo. Trước luyện da, sau đó luyện gân, luyện cốt. Tu luyện khí quyết tới đỉnh phong từng bước một đồng thời lĩnh ngộ tinh thần võ đạo. Khác với tu sĩ luyện thể, võ giả chuyên luyện nhục thân, từng bước khai thác tiềm năng của mình. Võ thánh đã là đỉnh cao của cơ thể con người. Cơ thể con người cũng có giới hạn, tương đương với cấp bậc đạo cơ võ thánh, chỉ có thể sống 200 năm, mà lại không biết bay, bên trong bán kính 300 dặm rất mạnh. Vừa qua phạm vi này thì luống cuốn, chỉ có lĩnh ngộ tinh thần võ đạo cảm ứng được tinh thần nhật nguyệt tinh mượn sức mạnh của thiên địa tu vi mới có thể càng mạnh Bạch cứu thiên nhân càng thêm linh hoạt phi thiên độn địa không thành vấn đề nhưng so với tu sĩ có nhiều thủ đoạn hơn rõ ràng là không đủ phương pháp này dùng để bồi dưỡng thủ hạ ngược lại là không tệ ngưỡng cửa tu luyện của võ đạo thấp giai đoạn trước tiên tiêu hao một chút lương thực chỉ cần văn lưới đủ lớn chắc chắn sẽ có thiên tài xuất hiện võ đạo ở nơi này vẫn là quá mức ác liệt hơi một tí là ngoại địch xâm lược nếu như mà đặt ngân sơn tinh thần nói không chừng thật sự có thể tạo ra một thiên đường võ đạo đến lúc đó sẽ có bia đỡ đạn liên tục không ngừng tinh thần cằn cỗi này cũng coi như có một chút tác dụng nghĩ tới đây lục khiêm dù ý thức dẫn chuyển phương pháp tu hành võ đạo sau một khắc một đạo lan yên đột phá nóc nhà, khí huyết sôi trào, không khí nóng bức. Võ Thánh Trong lòng của Hư Thiên Ý cực kỳ chấn động, thành tích tu luyện của người này ngoài sức tưởng tượng của mình. Điều càng đáng sợ hơn còn nằm ở phía sau. Khoảng không xung quanh, chấn động kịch liệt, một ý chí quy áp cái thế chậm rãi giáng lâm. Dài phải của Hư Thiên Ý xuất hiện một hư ảnh bạch hổ gào thét, tinh thần võ đạo của nàng cũng đã bị kích phát ra. Thiên nhân! Chuyện này còn lâu mới kết thúc, chỉ thấy xung quanh cơ thể của Lục Kim xuất hiện từng cái lỗ đen. Lỗ đen điên cuồng thôn phệ tinh khí xung quanh, tính khí đủ loại màu sắc, thậm chí tạo thành cái dòng xoáy. Lục Kim mở hai mắt ra, đối mặt với hư thiên ý. Hư thất sinh điện, cũng không phải là hai người có điện, mà là tinh thần võ đạo gia chạm, mà sát tạo ra một tia lửa điện ý chí hư ảo ảnh hưởng tới hiện thực ngươi các hạ là thiên nhân cảnh giới thiên tâm sao miệng của hư thiên ý khẽ nhếch đôi mắt đẹp trợn tròn không thể nào ngươi hẳn là phi thăng mới đúng thiên nhân lĩnh ngộ thiên tâm tinh thần võ đạo hóa thành thực chất hình thành lĩnh vực tinh thần ở bên trong lĩnh vực đánh đầu thẳng đó một khi mà đến cảnh giới này sẽ đột phá hư không phi thăng lên thiên giới tại sao không phải là phi thắng? Lục Khiêm hỏi ngược lại, có thể moi được tin tức quan trọng gì không? Giờ phút này, Hư Thiên Ý cũng trở nên bình tĩnh lại. Ý chí của cao nhân võ đạo nhạy cảm phát hiện ra cái gì không đúng. Các hạ cũng nhìn ra phi thăng kỳ lạ sao? Đương nhiên, bên ngoài bầu trời chính là hư không vô ngần. Bên ngoài chủ tinh phần lớn đều là thiên thạch. Dù có tinh thần cũng nhỏ hơn cái chỗ này. Sẽ không có tồn tại một thuyết pháp thiên địa không dung này. Phải phi thăng tới thế giới khác. Nếu thế giới này mạnh như vậy, tại sao mà lục kim không bị cưỡng ép phi thăng tới thượng giới? Hư thiên ý, ngoài mặt không có hề bận tâm. Trên khuôn mặt ứng hồng đã sớm bộc lộ ra một cảm xúc trong đáy lòng. Người này vậy mà lại là thiên tâm sống. Có ý nghĩa cái gọi là thiên địa không dung phải phi thăng lạm mưu phía sau nhất định có âm mưu. Người hẳn là áp chế tu vi sao? Hai mắt của Lục Khiêm hiện ra kiên quang, quét trên dưới hư thiên ý một chút, thấy nàng có một chút không được tự nhiên. Ta từ trong cổ tịch phát hiện cái điểm đáng ngờ, cho nên áp chế cảnh giới không có dám đột phá. Dứt lời, ánh mắt của hư thiên ý lấp lóe nhìn Lục Khiêm. Tại sao các hạ lại ở nhân gian? Hay là cũng không phải là người của thế giới này? nữ tử này đúng là thông minh. Lục Kim thầm nghĩ trong lòng, không có thể đánh giá bằng mắt thường, nhưng cũng không có thể bại lộ lai lịch của mình, trải qua suy tư trong lòng có đôi sách. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, nhưng có một nơi có thể giải quyết được nghi hoặc của người mà ta đang tìm kiếm nơi này. Nơi nào? Sát nà chi quốc và hoàn tuyền nơi hồn về. Hư thiên ý, nhíu mày suy tư, không chắc chắn nói cái trước chưa có nghe nói qua. Quang Tuyền, thật ra ta đã từng nghe thấy Đông Hải Hải nhãn Quy Khư Cốc là một nơi tụ tập âm khí trong thiên hạ, kết cục của ngàn dạng quỷ thần, người sau khi mà chết cũng sẽ quay về bên kia. Cái này chỉ là truyền thuyết, nàng không có xác định là thật. Dù sao cũng chưa từng chết. Chương 854 Quy Khư Cốc, Quy Khư Cốc. Lục Khiêm nghi hoặc. Hư Thiên Ý chậm rãi nói. Quy Khư gốc là một nơi hội tụ các vùng biển của thế giới, là nơi mọi thứ thuộc về trong truyền thuyết. Nơi đây cũng được ca tụng là cấm địa hạng nhất ở trên thế giới, không ai có thể sống sót từ bên trong ra. Hẳn là nơi này, lập tức mang ta tới đi. Lục Khiêm, một khách không muốn trì quản, hắn mới không có muốn lưu lại nơi đây cùng với đám người lục đục với nhau mười nước nhìn như rất lớn, lục khi muốn một mẻ hốt gọn bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà cũng không cần gì vậy mà tự mãn, căn cứ theo miêu tả của trường bác, nhân tộc chỉ là một phần của thế giới này, thậm chí cũng không phải là nhân vật chính, mà tốc độ thời gian trôi qua ở bên này chậm hơn gấp trăm lần so với bên kia, chờ lâu thêm một ngày, bên kia chính là ba tháng. Được, cho ta thời gian nửa khắc Hư Thiên Ý cũng là một người thẳng thắn sau đó mới gọi Từ Kiệt tới, bảo hắn cầm khẩu dụ của mình, tuyên bố với bên ngoài, thân thể hoàng đế không tốt, do thái tử tạm thời giám quốc. Thân hình của Lục Kim lóe lên, xuất hiện cách xa trăm dặm. Hư Thiên Ý theo sát phía sau, rất nhanh đã đủ kịp bước chân của Lục Kim. Tinh thần võ đạo liên kết với thiên địa, phun ra nuốt vào một lượng lớn nguyên khí, cung cấp cho nhục thân phi hành đi đến đâu để lại cái dấu vết màu trắng trên bầu trời. Động tĩnh khi mà bay lên rất lớn, âm thanh sẹt sẹt cắt ngang qua không khí có thể nghe thấy rõ ràng ở cách xa hàng ngàn dặm. Còn có dạng dặm rất nhanh, hai người đã cách mục tiêu không xa, cách nhau một đoạn xa có thể nghe thấy rõ ràng bên tai của tiếng gầm thét. Đây là lâu điện cách xa ngàn dặm trên trời có một tầng mây đen dày đặc, mây đen rất dày che quất cả bầu trời mặt biển phía dưới tiếng sấm không dứt thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện quang chói sáng lôi điện như trường long chiều dài đạt mấy ngàn trượng bên dưới cũng có một tiếng gầm thét lục khiêm khởi động động sát thần nhãn kim quang xuyên thấu mê dụ nhìn ra hư thực bên dưới đây là một cái hố khổng lồ trên biển rộng hàng trăm dặm nước biển vô tận từ tứ phía đổ xuống phát ra cam thanh âm ầm nước biển chảy đến cái chỗ sâu không biết tên. Đây là quy khư cốc. Quy khư cốc, sở dĩ là cốc, hoàn toàn là do mọi người phán đoán. Mọi người cho rằng ở phía dưới hải nhãn chắc chắn có một lục địa. Nơi này chính là quy khư cốc, tổ tiên của ngàn dạng quỷ thần. Chính là chỗ này, nếu như đạo hữu không có nắm chắc, tốt nhất không có nền xuống dưới, nếu không không ra ngoài được. Sắc mặt của hư thiên ý hơi trắng bệch tinh thần võ đạo mạnh mẽ cảnh cáo, khí huyết trên người không tự chủ được kích phát ra. Cảnh báo này còn mạnh hơn so với khi nhìn thấy Lục Khiêm. Nếu như Lục Khiêm là cửu tử nhất sinh, nơi này chính là thập tử vô sinh. Không sao, trực tiếp đi vào. Lục Khiêm cảm ứng được một cái tia khí tức quen thuộc. Đây là hoàn tuyền ma khí mà lại vô cùng nồng đậm. Nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là chỗ của quyền lão hắc đế thật sự có được mà không phải tốn công sức. Lý do tại sao những người giàu đó đã biến mất có lẽ là vì họ đã bị từ chối. Nhưng mà tốt hơn hết nên cẩn thận. Ở phía dưới mặc dù không có khí tức của những người khác nhưng rất khó cam đoan không đụng phải người của Hoàng Tuyền. Trực tiếp đi vào sao? Hư thiên ý nghi hoặc. Ừ, trực tiếp đi vào. Lòng bàn tay của Lục Kim xuất hiện phong đô sơn sau đó ném cái núi này lên không trung một lực hút truyền đến hút cả hai vào bên trong đến môi trường mới hư thiên ý hiếu kỳ dò xét bốn phương nơi này rất lớn cách đó không xa là dãy núi xoay quanh trường xà mỗi một con đều có tu vi thiên nhân chỉ sợ riêng cái dãy núi trường xà này cũng có thể diệt đi toàn bộ vũ quốc lúc này phong đô sơn lay động một chút hư thiên ý không cẩn thận suýt chút nữa đã ngã sắp xuống. Ngồi dứng, lục khiêm đỡ lấy bả da của nữ tử, hẳn là xuyên qua tầng mây, lôi điện đánh vào trên núi gây ra. Phong đô sơn tiến vào thủy nhãn, đi xuống một thông đạo vô cùng dài, rất dài lại không có vật tham chiếu. Đi vào cái tầng thứ năm, hư thiên ý một lần nữa nhìn thấy điểm quyền diệu của tiên gia. Sông hoàng tuyền chảy nại hà kim kiều cùng với mặt sầu diễm trung tiên tu vi không kém hơn nàng sự tự tin của cường giả trấn quốc vào lúc này không còn tồn tại có lẽ chỉ có đột phá thiên tâm mới có thể nói chuyện ngang hàng với lục kim quy khư cốc nơi đây có địa hình hoàn tuyền liên miên bất tận bầu trời tối đen ma khí đen như mực âm phong gào thét quỷ khóc thần gào trên mặt đất còn có một con đường không biết từ chỗ nào kéo dài tới hoàng tuyền. Một cây cầu vàng nhiễm máu bắt qua hai bờ. Kiểu dáng không có khác gì với nại hà Kim Kiều của Lục Khiêm, chỉ khác là không có mặt sầu trên cầu. Dưới chân Kim Kiều, một kim nhân khổng lồ đứng ở đó. Hai bên kim nhân là một đạo nhân mắt xanh và con ngư vuông, quải nhân sâu bọ đầy người và bốn người khác. Đây là quyền lão hắc đế và tứ đại linh quân. Quỷ sai áp giải quỷ thần từ tứ phía bốn phương tám hướng đến ngẫu nhiên có người chống cự vẫn là chưa có nhảy nhót được bao lâu đã bị đập vào trong mặt nơi đây không chỉ cai quản thái thú tinh đồng thời còn có cai quản tinh thần trong bán kính hàng ngàn tỷ dặm cho nên khối công việc của mọi người đều khá đáng kể nại hà kim kiều tính cả tổng bộ hoàn tuyền ở nơi đó quỷ thần sẽ bị xử lý hoặc chiêu an hoặc tiêu diệt hoặc tra tấn Chà, yeah, không biết thiên cung ra sao. Cổ thường thiên ở bên cạnh hít một hơi. Bọn họ đã thấy gần một tháng rồi, dựa theo tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần. Bên kia sắp đã mười năm rồi. Đáng tiếc, thâu thiên quán nhật chi pháp thất bại. Nếu không, nhóm của chúng ta làm sao cũng có thể trở về. Phương Đồng Đạo Nhân nói, bọn họ vốn là muốn dùng thân phận thay thế bản thể phục dịch. Cũng chưa có từng nghĩ vừa mới động thủ đã bị phát hiện rồi. Quy tắc ở nơi này không cho phép bọn họ lấy hình thức phân thân để ra ngoài. Quy tắc có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Bên kia hẳn là không gạt được. Đông đảo quân rò lắng nói, một khi bị việc bọn họ rơi vào nơi này bị truyền đi, những ác lan kia sẽ nhào lên phía trước tiên. Những ác lan kia sẽ nhào lên trước tiên, hạ gục, ăn thịt âm cảnh thiên cung. Ta tin tưởng Lục Khiêm. Cổ Thương Thiên nói, không có cao thủ tọa trấn, một lôi kiếp nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản rất nhiều động chân. Bọn họ chưa có biết rõ Lục Khiêm đã đột phá nguyên thần. Cho dù là biết rõ, cũng không có tin một nguyên thần nho nhỏ có thể thay đổi cái gì. Đám người tranh luận kịch liệt, quyền lão hạt đế nhắm mắt lại, không nói một lời. Tư duy cấp tốc dẫn chuyển, tìm kiếm phương pháp thoát khỏi cái chỗ này mặc dù lục khiêm được mình kỳ vọng cao tương lai nhất định rất có tiền đồ nhưng mà cái loại việc này hắn không giải quyết được mấu chốt vẫn là dựa vào chính quyền lão hạt đế nếu như kéo dài thêm chỉ sợ trở về người cũng đã lạnh rồi xảy ra chuyện gì vậy đám người vô thức ngẩng đầu mây đen cuồn cuộn âm phong càng thêm thê lương bầu trời đã xuất hiện một cái dòng xoáy các bạn Vừa nghe xong tập 92 bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.